video này nhà vườn lưu lại thời gian 12 ngày ở Kiên Giang. Vì Phú Quốc có quá nhiều thứ để xem, để chơi nên mất hẳn 2 video lưu lại. Mọi người xem hết cả 2 video để biết chơi gì, ăn gì ở Phú Quốc Kiên Giang nhé. Mình đến Kiên Giang từ Sa Đéc. Nhà mình ở Rạch Giá một đêm, ngủ tại một khách sạn nhỏ đối diện Cốp Mát. Ngày đầu tiên ở Kiên Giang, nhà Phượt đã đi xem bảo tàng Kiên Giang vào buổi sáng. Bảo tàng không phải là địa điểm các con yêu thích lắm, nhưng ba mẹ lại muốn đưa con đến đây vì đây là nơi có nhiều thông tin xác thực, dễ học, dễ nhớ. Bảo tàng Kiên Giang được xây dựng vào năm 1911 và khánh thành năm 1920. Tòa nhà thiết kế theo kiểu Pháp, cực kỳ đẹp. Bảo tàng trưng bày những sản vật nói về vùng đất con người nơi đây, văn hóa Óc Eo, họ Mạc với công khai phá Trấn Hà Tiên, anh hùng Nguyễn Trung Trực, quân và dân thời chiến và các cổ vật tìm thấy ở biển. Pháp, Trung Mỹ là họ đã làm. Mà họ làm hết bằng tay. Bằng tay đó, ngày xưa lúc đó mọi thứ chưa phát triển nên không có máy. Máy tính bữa trước mình thấy nấu bằng máy cái này hả? Ừ hả? Xong. Vậy cái này là gì? Cái này toàn đồ ngày xưa. Nồi của bà Cao Thị Hoa, ấp 10, xã Đông Hưng, huyện An Biên. Hiện vật được bà Hoa sử dụng trong công tác máy tăng âm do ban thông tin làm. Cái này là tăng volume lớn nhỏ khi mà gọi điện thoại, ngày xưa đâu có điện thoại đâu. Này cái nhìn này, bây giờ mẹ nấu cơm ở nhà là mẹ đâu có nấu bằng bếp điện nữa. Đây ngày xưa nấu như này đó, ở thời này đã giỏi lắm rồi, còn bếp nhà bà ngoại không có được như này luôn. Bếp nhà ngoại bằng nấu bằng rơm. Nhà bác Mai á, mở cái về đó đây để bắt tôm mày, bắt cua, bắt cá này. Này, khi con cho nước nha, xong rồi con cua hay con tôm nó chui vào cái đầy, nó không chui lạc nữa. Rất là, đó là cái bẫy, cái trap. Với truyền thống của đồng bào dân tộc Hoa. Ừ, Hoa là Trung Quốc. But I like this clothes from Khmer. And this is Khmer. Bên này là trang phục của Khmer. Bên là trang phục của người Trung Quốc. Kiên thích cầm khoai mè hay trang phục không? Đến 11:30, nhà Phượt đón tàu Super Đông đi Phú Quốc. Đầu tiên ở Phú Quốc, mình chọn thuê ở căn hộ. Vì ở căn hộ thì có thể tự nấu nướng và giặt giũ. Sau thời gian dài lang thang thì gia đình Phượt cũng nhớ món mẹ nấu. Tôm 240 ngàn một ký, cá bớp. Here are a beautiful view with swimming pool at Phú Quốc Sina apartment. Very nice place and here's our apartment. Đây là ban công của người Việt. Cái khách sạn này nó nằm ở cuối đường và nó không có giáp biển, nhưng mà nó chỉ cách trung tâm Dương Đông khoảng 10-15 phút thôi. View cực kỳ đẹp luôn. Ai thích yên tĩnh thì đến đây. Có dừa này, rừng núi. Ban công thì rất là rộng, có thể mang ghế ở đây ngồi ngắm cảnh. Ở đây lâu lâu mãi cũng được luôn á. Mùi ở đây bất chợt. Nhà tắm rộng, lì đủ nước nóng, bồn nước sạch sẽ, đẹp lắm. Đẹp. Ừ. Đây là phòng ngủ,
căn này là căn hộ một phòng ngủ. Cho nên là mọi người nhìn thấy có một cái giường đôi thôi. Và vâng, có tủ em. Tủ rất là rộng. Có thể xếp đầy hết rồi. Nhà mình rất là nhiều đồ mà xếp vào đây. Có một chậu trống. Phần trống này. Đó. Vâng, làm thêm một cái nệm. Đây là những cái nệm thêm là do nhà mình có thì làm thôi nhà. Chứ không phải là khách sạn người ta để sẵn. Tại vì nhà mình có hai em bé nên là mình cho xuống. Mình đi phượt lâu dài, mình đầy đủ hết đồ nghề như là nệm, ga, gối, rồi nấu ăn đó. Vô còn nghi nghi. Vậy là mọi người, nếu gia đình ai mà có em bé mà không có ngủ chung phải nói với khách sạn cho thêm giường, cho thêm nệm. Bởi vì cái này là cũng là nghiệp. Suối Chanh, nhắc đến Phú Quốc, du khách thường liên tưởng ngay đến biển xanh, cát trắng. Tuy nhiên, Suối Chanh Phú Quốc cũng được xem là một trong những biểu tượng du lịch của hòn đảo Ngọc, mang đến cho bạn một trải nghiệm thú vị. Suối nằm trong rừng hoang sơ, đường đi hơi khó, các bạn nên đi giày bệt nhé. An cũng chỉ đi được một nửa đường, còn ba mẹ phải giúp. Được ví như chốn bồng lai tiên cảnh tại hòn đảo Phú Quốc, sở hữu phong cảnh tuyệt đẹp. Đây là điểm du lịch tâm linh được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, chiêm bái. Đến với ngôi chùa này, điều đầu tiên mà bất kỳ ai cũng có thể chứng kiến, đó là cảnh quan tuyệt đẹp. Từ khu vực chùa, bạn có thể chiêm ngưỡng được biển cả mênh mông trước mắt. Phía sau là rừng núi xanh tuyệt đẹp. Sự thanh bình của không gian chùa tạo cho du khách cảm giác nhẹ nhõm, bình an. Bãi Sao là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Phú Quốc. Nước trong xanh, cát trắng mịn. Bãi ở đây là bãi công cộng nên bạn có thể đến vui chơi tự do mà không phải mua vé. Có rất nhiều trò chơi biển thú vị mà bạn có thể tham gia nữa đấy nhé.
are the president of Phu Quoc Museum. Nhà tù Phú Quốc. Nhà tù Phú Quốc là một minh chứng lịch sử về những cuộc đấu tranh kiên cường, bền bỉ của dân tộc Việt Nam cũng như tội ác của đế quốc thực dân. Đến đây, mình mang một tâm trạng cực kỳ xúc động và đã rơi nước mắt khi thấy sự chịu đựng hy sinh của thế hệ cha ông đi trước. So we see here the very poor condition the prisoner. Hơn cả sự biết ơn là nó ngưỡng mộ về trí tuệ thông minh mà các ông đã tạo ra con đường hầm để vượt ngục thành công về đất liền. Chiến tranh đã đi qua, nhưng nơi đây vẫn là nỗi ám ảnh của những chiến sĩ cách mạng lẫn nhiều du khách. Chiến tranh luôn mang lại sự tàn khốc và khổ đau, cầu mong cho một thế giới luôn được hòa bình. Ông này ông chết đi với bằng đá bánh này rồi, nhưng những người nào mà chúng cần quan tâm, đó là những người trong bắt được đứng xe, đã đảo tới bút bị quỷ Hồ Chí Minh muôn năm, anh chờ đến khi hơi thở ban đặt anh dừng đi, và anh biết rằng mình sẽ không bao giờ còn sống nổi với đồng đang tấn này. Anh đã kêu lên một tiếng, và đây là lời kêu cuối cùng mang nó. Đồng đội tôi đã gọi hai tiếng khi lên sau cùng. Ba ơi, má ơi, rồi anh không còn đâu, anh đã bị chúng giết chết ngay trên ngọn lửa kia. Khi cuộc đời anh chưa tròn 18 tuổi. Thưa mấy bạn, nếu gia đình anh nhận giấy báo tử thì chắc chắn nó là chỉ hy sinh mặt tử phía nam mà thôi, chứ không bao giờ tỉnh nào huyện nào hết. Thì làm đời gì anh biết anh nằm ở đâu đây, đúng không nổi. Mà sau hiệp định Paris ký kết, những người đồng đội mới nói là tiền ông không ra, vậy chứ thời gian ông đâu rồi. Thì bạn có kể như thế này, trong đêm thứ bảy đó là ra ngoài trời phía nam, trời nắng như vậy nè, nắng quá thì bốc hơi lên. Bắt đầu chúng lật ngược cái vĩnh lên, cho tấm sắt nhô nó chỉ ra ngoài đi. Đánh cho một trận rồi, lấy dây thói ngược tay ra sau, bắt bắn rồi xuống vĩ, lột vùng quay là một tròn. Vài 30 vòng sau lột hết cái đầu ra, không còn bản nha mà nó nở. Con đường hầm cực 80 mét được. Trong vòng số tháng trời, rạng sáng đêm 20 tháng 1 năm 69, 21 người tù một người còn sống mà con được một mạng. Và em nói đường hầm tốt còn ở đây một đoạn, nhưng em không dám đưa anh chị ba đó để mình mua năm đi. Vì lý do là con đường hầm đó tù đi một cuốn đông vinh tư. Lấy đất miếng ở ngoài đó, mua xuống đất rồi lên đất. Tướng như thế 6 năm sau an toàn cho được học. Và tuyệt đối chỉ có những người tâm phụ mà thôi, tại vì loại trường thành phần nội giảm tâm đại. Cuối cùng, sự đoàn kết dẫn đến sự thành công. 21 bác đã chui ra khỏi vị trí con đường hầm, kẹt vào rừng, lên phía bắc đảo một cách an toàn. Sáng hôm nay, bà chúng ta cũng đã thành công rồi. Mình cùng nhau ra khỏi rừng tù để bằng mình dẫn. Bây giờ các cụ phải chạy vào rừng thôi, chứ không được đứng ra đây. Em sẽ tạm thời dừng lại hai mươi điểm như này. Gia đình được quay về ngoài sau đây vẫn còn được bãi đổ xe ngoài luôn vị trí đó. Rời nhà tù, gia đình mình đi chơi hòn thơm bằng cáp treo. Đây là tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, với tổng chiều dài lên tới 8 km. Phong cảnh thì đẹp như mơ, cabin lướt qua các hòn đảo xanh tốt, nước biển trong vắt, hòn đảo dân trài, bãi biển trắng tinh, thuyền bè tấp nập. Chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên dành cho du khách khi đến Sun World Hòn Thơm bằng cáp treo. Có một ngày chơi tưng bừng ở Water Park. Kim và An thích nước đến mức có thể gọi là cuồng trò chơi nước.
chơi cả ngày không biết chán. Đây là những hình ảnh cùng chơi của An và Kim nhé. Mình vẫn kịp đón hoàng hôn tại Sanato Resort. Đây là một trong những điểm nổi tiếng đón hoàng hôn đẹp nhất ở Phú Quốc. Trại Ngọc Trai. Ngọc Trai ở Phú Quốc nổi tiếng đẹp và đúng chất lượng. Nhà Phượt có ghé Ngọc Hiền Pearl Farm và được tận mắt xem Ngọc Trai hình thành như thế nào, thu hoạch và chế tác ra sao. Đó là một quy trình kỳ công tỉ mỉ và rất thú vị cho người xem. Ngoài sản phẩm là Ngọc Trai, ở đây cũng trưng bày rất nhiều sản phẩm làm từ vỏ chai, san hô, hóa thạch và cả đồ sành sứ cổ mà ông chủ doanh nghiệp đã tìm thấy ở những con tàu chìm dưới đáy đại dương. And his name is Hồ Thiên Thủy. He was born in Hà Tĩnh, province, the center of Vietnam. Yeah. And when he was 19 years old, close the border, so he decided to his hometown. And then the whole area antiquities that he found while diving in the ocean in the south of Phú Quốc Island. And
Yeah. Mm. They are original from China and Thailand, and dating from 15th to 17th century. They give us the black bread like this. Yeah. And the culture just from 3 to 5 years. And the last one is the Maxima. Yeah. They have the same culture with the Tahiti from 3 to 5 years, but they give us the big bird size. Yeah. So we open the oyster to show you the body. The top 15 just suddenly 17% have the turn in the oyster. Nó cũng không tròn lắm đúng không con? Nó màu như này là mình phải giống như đánh như nào để cho nó sáng ra hay là nó để tự nhiên? Dạ, mình đã tự nhiên đi học tập và để tự nhiên vậy đó. Thật sự thật là mình sẽ không qua đánh bóng thì xử lý màu nữa con chị ạ. Nhà Phật đi tham quan xưởng sản xuất nước mắm Khải Hoàn. Đến Phú Quốc là phải ăn, phải thử nước mắm cá rồi. Nhìn những con tàu đi biển treo đèn lóa mắt, thấy các chú ngư biển đen sạm vì nắng gió, nhìn các cô dì ngồi vá lưới trên thuyền, những công đoạn làm ra thùng ướp cá to vĩ đại, công đoạn chế xuất mắm. Khi cho thịt vào cá, sốt nước mắm làm cá đó. Cậu ngâm rất là lâu thì người ta đun lên, người ta tinh chất tinh lọc ra. Đây là mấy cái thùng mà họ để mình rất là nhiều tấn cá, ngàn kg cá biển ấy, họ bắt đi. Chúng ta những cái thuyền người ta động vào đó, trên biển người ta bắt, người ta bỏ vào đây rồi người ta họ bắt cá từ biển tươi, họ làm nóng luôn để họ ướp làm trực. Rồi đến các sản phẩm làm ra từ biển mới biết giá trị và trân quý những giọt mắm mà mình ăn hàng ngày. Since we show some Khai Hoàn, 43% because I have Western taste, so I cannot have the 100%. Right? Nectar of God. Đây là một ban con nâu. Như mình nói đó là giá 270.000 một đêm. Rất là dễ thương. Cái giường rộng như này. Nhà mình thì dân dã, kiểu như dân phượt cho nên ở khách sạn nhỏ quen rồi, cả nhà 4 người ngủ trên một cái giường cũng được, bởi vì mình cũng một trại ngủ kem quen rồi. Hành lý nhà mình để từ lưa ra đây, bởi vì bây giờ chuẩn bị check out á, chứ nếu không thì bỏ cho vào trong tủ này thì dọn gọn gàng, sẽ rất là gọn gàng. Nhưng mà bây giờ mình chuẩn bị check out rồi, mình đã sẵn sàng hành lý này. Hôm nay với quay trông nó lộn xộn, nó cũng xấu hơn. Còn lúc mà mình mới đến thì phòng đẹp hơn nhiều, là nó sạch sẽ gọn gàng, phòng tắm thì cực kỳ rộng mà mở, dễ thương vô cùng luôn. Ai có cơ hội, có thời gian thì muốn đi du lịch thì nên đi vào cái thời gian này, được dùng dịch vụ rất là rẻ mà dễ thương mà tốt. We'll be right back.
ăn ở nhà hàng Mango Bay Resort sát biển. Không gian ở đây thật lãng mạn, ấm cúng và biển đẹp lung linh khi hoàng hôn xuống. Các bạn nhớ đặt chỗ trước nhé, vì nhà hàng luôn kín chỗ. Chiều ngày thứ năm ở Phú Quốc, nhà Phật đã đến bãi sao ở làng chài Rạch Vẹm, đúng như danh xưng Vương quốc sao biển, được khách du lịch ưu ái dành tặng. Ở Rạch Vẹm có rất nhiều sao biển, loài vật này dường như có mặt ở khắp mọi nơi, có khi ẩn mình trong làn nước trong xanh, có khi lại nằm im lìm dọc theo bờ cát trắng. Du khách có thể thấy chúng khá dễ dàng và thoải mái chụp những tấm hình cực lung linh để sống ảo trong suốt chuyến du lịch của mình. Thế giới nó nhá. Cảm ơn và hẹn gặp lại.